Rồi, mới sáng tới trưa nè, nhận nguyên luôn máy đó ha. Rebase và rim. Tan nát màn hình luôn. Con này thay màn hình nha anh em, bể nha. Một con 6 Bluetooth. Con này là iCloud này, tí mơ mã iCloud luôn. Một con 6S nhỏ, không lên nguồn. Một con Xiaomi Redmi Note 4 anh em, con này ép kính nha, liệt nút nguồn luôn này, khách nói liệt nút nguồn, ép kính. Rồi vô cái vòng tay ra thì màn hình sáng nha, liệt cảm ứng luôn rồi, bê hết rồi, ép lại. Và một con Oppo A7 ép kính lại luôn, nút đường nhẹ. Rồi tiến hành xử lý luôn nha anh em. Đầu tiên thay màn hình con rebase rim trước đi, thay cái màn này trước nha anh em. Màn này là màn ring luôn. Bê khá nặng. Bê rất là nặng nha anh em. Xin sạch cho vô keo nha anh em. Màn mới anh em. Ok nha anh em, con này là chúng nó này. Tiếp theo lắp máy này là mình sẽ ép kính con Oppo A7 nha anh em. Ép kính con này nha. Con này hẹn anh em clip tiếp theo đi. Clip này mình cũng hơi dài rồi. Anh em bấm đăng ký kênh để xong đến đón xem clip ép kính con A7 nha. Chào anh em.